Nắng nóng, điện áp quá tải không ổn định ảnh hưởng tới thiết bị điện và chất lượng cuộc sống gia đình bạn. Đừng lo, này đã có máy tự động ổn áp Euro Standard. Sử dụng 100% dây đồng, công suất máy vượt trội, phản ứng tức thì khi có sự thay đổi điện áp đầu vào. Thiết kế tinh tế với áp 3 đảo chiều giữa điện trực tiếp và điện qua ổn áp, bảo vệ quá dòng và quá áp qua hai tầng áp. Máy tự động ổn áp Euro Standard, ổn định điện áp, bảo vệ thiết bị cho gia đình bạn. Sản phẩm được bảo hành 4 năm, đổi mới trong năm đầu sử dụng. Máy tự động ổn áp Euro Standard, thương hiệu xuất khẩu của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Chế tạo Thiết bị Điện lưới miền Bắc. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với bản tin kinh doanh ngày 10 tháng 8 2021. Trước khi đến với nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày tại Độc Đáo TV. Sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Mỹ muốn cấm Honor nhưng Huawei. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 485 tỷ đồng thành lập công ty sản xuất pin và ắc quy. Dự luật mới của nước Mỹ, đã uống rượu bia thì cái xe có thể từ chối cho bạn lái. Qualcomm muốn thâu tóm nhà sản xuất phụ tùng xe hơi Veoneer. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Mỹ muốn cấm Honor nhưng Huawei. 14 đảng viên Đảng Cộng Hòa thuộc Hạ viện đã nộp đơn yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ liệt Honor vào danh sách thực thể tương tự với Huawei. Theo nội dung bức thư gửi lên Bộ Thương mại Mỹ được tiết lộ vào ngày 6 tháng 8-2021, nhóm chính trị gia dẫn đầu bởi Michael McCaul, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho rằng quyết định bán công ty con Honor của Huawei là nỗ lực nhằm trốn tránh các chính sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, nhằm giữ cho công nghệ và phần mềm Mỹ không lọt vào tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bức thư trước ý kiến của một số nhà phân tích, trong đó nói rằng việc Huawei bán đi Honor sẽ giúp công ty con của họ lách được các lệnh cấm và có quyền sử dụng các công nghệ và linh kiện bán dẫn của Mỹ. Bức thư có đoạn, điều này có lẽ sẽ bị ngăn chặn nếu như việc thoái vốn không diễn ra. Một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Mỹ cho biết cơ quan này đánh giá cao quan điểm của các thành viên quốc hội. Ông cũng lưu ý rằng đang liên tục xem xét các thông tin sẵn có và có thể bổ sung cho danh sách thực thể. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 485 tỷ đồng thành lập công ty sản xuất pin và ắc quy. Tập đoàn Vingroup đã công bố thông tin về việc góp vốn hơn 934 tỷ đồng để thành lập hai công ty mới. Cụ thể, Vingroup sẽ góp 51% vốn, tương đương 510 tỷ đồng để thành lập công ty cổ phần giải pháp năng lượng VinES. Công ty này có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Hai cổ đông sáng lập khác là ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch của tập đoàn Vingroup với 48,5% cổ phần và bà Phan Thu Hương sở hữu 0,5% vốn. Như vậy là tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chi ra tới 485 tỷ đồng để góp vốn vào VinES và đây cũng là số ít doanh nghiệp trong hệ thống tập đoàn Vingroup do ông Phạm Nhật Vượng đứng tên cổ đông lớn bên cạnh quỹ giải thưởng VinFuture. Ngành nghề kinh doanh chính của VinES là sản xuất pin và ắc quy. Chủ tịch hội đồng quản trị VinES là bà Mai Hương Nội, hiện nay cũng là phó tổng giám đốc Vingroup. Bên cạnh đó thì tập đoàn Vingroup cũng đã góp 99,8% vốn trong tổng số 425 tỷ đồng vốn điều lệ ban đầu để thành lập công ty cổ phần nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo VinAI. Ông Bùi Hải Hưng, viện trưởng Viện Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo VinAI Research trực thuộc công ty Vintech và ông Nguyễn Minh Hoài, trưởng nhóm nghiên cứu tại VinAI Research đều nắm giữ 0,1% cổ phần của tổ chức mới thành lập này. Hoạt động kinh doanh chính của công ty này đó là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ. Chủ tịch hội đồng quản trị VinAI là bà Nguyễn Mai Hoa. Bà Hoa hiện nay cũng giữ vị trí tổng giám đốc Vinpearl. Trước đó thì bà từng đảm nhận các vị trí như tổng giám đốc VinSmart, người đại diện theo pháp luật của OneMount Group. Hai công ty con này đều được thành lập tại ngày 4 tháng 8 2021 và có chung trụ sở tại tòa nhà văn phòng Symphony, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Dự luật mới của nước Mỹ, đã uống rượu bia thì cái xe có thể từ chối cho bạn lái. Trong dự luật cơ sở hạ tầng của nước Mỹ có một điều khoản bắt buộc tất cả các xe ô tô được sản xuất từ năm 2027 trở đi phải được trang bị hệ thống giám sát người lái xe khi say xỉn với hy vọng rằng chấm dứt vấn nạn dẫn đến khoảng 10.000 người tử vong ở Mỹ mỗi năm. Nếu như điều này được thông qua thì dự luật sẽ công bố một chương trình nghiên cứu mà chính phủ liên bang và tập đoàn công nghiệp ô tô đã hợp tác trong hơn một thập kỷ. Kể từ năm 2008, các tổ chức đã hợp tác để phát minh ra một công nghệ mới có thể ngăn chặn được tình trạng lái xe khi say xỉn. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia NHTSA đã hợp tác với Liên minh Ô tô về An toàn Giao thông ACTS, một nhóm công nghiệp đại diện cho tất cả các nhà sản xuất ô tô lớn, để thành lập ra hệ thống phát hiện độ cồn của người lái xe trong chương trình an toàn, viết tắt là DADSS. Dự án DADSS được nghiên cứu với hai hệ thống phát hiện riêng biệt. Một trong số đó phát hiện ra nồng độ cồn từ hơi thở của người lái thông qua không khí xung quanh trong xe, được cho là có thể phân biệt hơi thở của người lái xe với hơi thở của bất kỳ một hành khách nào khác. Loại còn lại thì sử dụng cảm biến, cảm ứng với đèn hồng ngoại để có thể kết hợp với nút bấm khởi động động cơ để phát hiện được nồng độ cồn trong máu qua da. Cả hai đều sẽ được thiết kế để trở thành hệ thống giám sát thụ động,
có nghĩa là người lái xe không phải làm thêm bất cứ một điều gì để được kiểm tra. Về mặt lý thuyết thì nếu như hệ thống phát hiện nồng độ cồn trong máu vượt quá giới hạn cho phép, người tài xế sẽ không được phép lái chiếc xe của mình, nhưng vẫn có thể khởi động nó để sử dụng điều hòa hoặc là sạc điện thoại. Công nghệ này sẽ được cấp phép mã nguồn mở, vì vậy mà bất kỳ nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất ô tô nào cũng có thể sẽ được sử dụng nó, nhưng sẽ không phải là miễn phí. Qualcomm muốn thâu tóm nhà sản xuất phụ tùng xe hơi Veoneer. Nhà sản xuất chip Qualcomm cho biết đã đề nghị mua lại nhà sản xuất phụ tùng ô tô Veoneer của Thụy Điển với giá là 4,6 tỷ đô, cao hơn tới 18,4% so với mức giá thầu của Magna International Canada đưa ra hồi tháng 7. Sau thông tin này thì giá cổ phiếu niêm yết của Veoneer tại Mỹ đã tăng tới 28%. Phía Veoneer cho biết hội đồng quản trị của họ sẽ đánh giá đề xuất từ Qualcomm phù hợp với quy định pháp lý và các điều khoản của thỏa thuận sáp nhập tương tự như từng thực hiện với Magna. Trước đó thì Magna đã từng đề nghị mua đối thủ Veoneer với giá là khoảng 3,8 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Theo hãng tin Reuters, nhu cầu các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến ADAS đã tăng lên một cách đáng kể với việc bổ sung các tính năng đa dạng từ cảnh báo va chạm cho đến hỗ trợ đỗ xe. Một số hệ thống thu thập dữ liệu từ camera và radar để theo dõi môi trường xung quanh đã phần nào giải thích cho xu hướng đẩy mạnh hệ thống ADAS này. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem thêm những bản tin kinh doanh khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.